Em mà hát là toàn một tay cầm điện thoại, một tay cầm mic hát thôi. Cứ tự hát tự quay thế thôi. Anh hay quay đi. Giờ quay xong là xóa rồi, anh toàn xóa đấy. Lúc anh like thì like, thì viết xong xong là anh xóa. Anh cứ đăng lên Facebook để cho vui. Ở đam mê mà, quan trọng gì, làm gì cứ phải hát hay đâu. Mình giải trí mà, cuộc sống anh. Phê với lại tai nòi cao cấp, nhưng mà đấy lại là cái ấy à, nó lấy tên thương hiệu rồi anh. Ừ, lấy tên thương hiệu nhưng mà không phải là à đó. Anh bảo cái con biến áp cách ly mà cách ly đấy mới cả con đấy nặng độ khoảng 60-70 cân đấy. 70 cân đấy à, nó phải tầm 70 cân đấy. Kinh nhỉ. Vâng, 6 ký cơ mà. 6 ký chứ anh. Ừ, vâng. 6 ký cơ mà. À rồi rồi, em nhớ rồi, hôm anh kể lấy cái vỏ. Ừ. Nó làm cái vỏ thôi đúng không? Vỏ giá của phay thôi. Chứ không phải ăn phay. Bác chơi gọi là quá là cầu kỳ luôn. Bác còn chôn cả một hệ thống tiếp mát xuống dưới đất ở đằng sau này. Một cây sắt cắm xuống đất độ mét. Mét hay mét rưỡi? 3 cây, mỗi cây 2 mét. 3 cây. Ừ, xong đấu lối vào. Tiếp địa. Các bác thấy không? 3 cây đồng. Bác chơi gọi là chơi cực kỳ cầu kỳ luôn. Khang Minh xin kính chào toàn thể các bác. Ngày hôm nay buổi sáng 29 tháng 12 thứ ba, Khang Minh có mặt tại bên Hà Nội căn lại chỉnh lại cho bác cái bộ cấu hình cao cấp cặp loa và cặp súp 4733X và cặp súp MRX518S bác mua từ trước. Khang Minh vừa rồi cung cấp cho bác một con bàn mixer Dynacorp CMS600 và một con crossover Velu360. Thì hôm nay Khang Minh sang bên thủ đô có ít việc và qua bác để căn lại, xét lại cho nó ok nhất. Hôm nọ bác sang Khang Minh ủng hộ mấy món. Bác mỗi một hôm bác xách một thứ về và bác chưa có được ưng cho lắm. Thì nó do cái con mic bác để những cái tần số độ nhạy, rồi thì send out AF, rồi thì từ cái đầu thu và từ những cái tay mic, những cái thông số nó không có phù hợp, cho nên là bác hát không được, mất hết cả giọng mà hát không được. Thì hôm nay Khang Minh qua để làm lại cho bác những cái này, căn chỉnh lại cái những cái thông số, những cái chỉ số của tai mic Sennheiser. Con này là Everdub 300 đầu 865, một trong những cái tai mic hát rất là hay. Khang Minh thử hát qua một ca khúc, các bác quý anh em cùng nghe xem là có ok không nhá. Một cái không gian của bác rất là sang trọng. Rồi, em xin bài anh. Đây là
Cát bụi cuộc đời của Huỳnh Công bằng Tiễn. Cái nhạc bài này thì nó không có hay cho lắm nhỉ. Này bạn thân ơi, số kiếp nhân sinh chỉ là cõi tàn trần gian. Dù anh và tôi ai sang giàu ai gian khó, mai xa kiếp con người về với cát bụi mờ thì cùng đều đôi tay trắng. Là phù du ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau, hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ về với cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng lối tiếc muộn phiền, chuyển thế sự nơi trần gian. Nếu mà Khang Minh hát những cái bài này mà của nhạc sống thì cái nhạc nó hay hơn. Nhưng mà thôi, hôm nay em chưa cả ăn sáng luôn. Qua đây với anh tranh thủ một chút thời gian để bây giờ là 9:30 rồi. Đời là phù du, ta sống hôm nay đâu biết về ngày mai sau. Hãy dành cho nhau bao nhiêu niềm vui đang có, không ganh ghét hận thù, chẳng gian dối lòng lừa, vì kiếp người sẽ vội qua. Người ơi hãy nhớ ta là cát bụi, sẽ trở về cát bụi thì xin đừng toan tính thiệt hơn. Đời như thoáng mơ, được mất ta đâu ngờ, hỏi ai có bao giờ không trở về cát bụi đâu. Đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim, để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng đôi tiếc buồn phiền, chuyển thế sự nơi chân ai. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng đôi tiếc buồn phiền, chuyển thế sự lời.
trần. Một cái không gian của bác rất là sang trọng, và cái tiếng hát thì Khang Minh hát thì không hay, nhưng mà cảm thấy nó rất là ấm cúng, bởi vì cái không gian của bác toàn bộ là gỗ, cho nên là cái âm thanh nó ấm áp và nó rất là dễ nghe. Thực sự là hay hơn ở nhà em nhiều. Thôi, Khang Minh không có quay mặt bác bởi vì cái quyền cá nhân của bác. Khang Minh xin tạm dừng video tại đây. Gặp lại các bác quý anh em ở những video kế tiếp nha. Ok. Hôm nào rảnh lại sang em chơi. Buổi tối thì em hay rảnh. Anh hay đi buổi tối, vâng. Nhiều thời gian không bị tiếp như lời khác. Mới hai nữa là anh đúng rồi. Hay lọ mọ buổi tối anh. Tối thì em cũng hay rảnh. Đã sang hai anh em ngồi trà đạo. Trà đạo. Chứ bây giờ không cái thời gian tiếp khách. Bây giờ em nhá, em đang nói chuyện với anh về vì anh thích nghe về vấn đề về kỹ thuật âm thanh đúng không? Vâng. Anh thích về ấy, nhưng mà em lại tiếp khách khác nên làm sao em đang đúng nói rồi. Giờ em nói chuyện sao được với anh? Đúng rồi. Đấy, anh chỉ có anh buổi tối thôi. Anh lại không thích đó. Để, vì còn trực tiếp người nào người kia. Khang Minh bác đang chia sẻ về bác cực kỳ đam mê luôn. Mà có một cái video Khang Minh nói là bác ở Khang Minh về là trên 11 giờ rồi, nhưng mà bác về bác vẫn phải mày mò nghịch đồ âm thanh đến khoảng 2-3 giờ sáng bác mới ngủ. Và gần như ngày nào cũng thế. Cho nên là có mấy lần bác sang Khang Minh mua ủng hộ đồ và toàn những hai anh em ngồi nói chuyện về âm thanh đến nửa đêm. Còn ban ngày thì bác lại ít thời gian sang, và ban ngày thì Khang Minh cũng hay bận công việc. Thôi bây giờ em về đây. Đây bác sang bác tặng cái gói chè về để hòa chè tiếp các bác quý anh em tới Khang Minh. Thôi em về nhé anh nhé. Nào, bắt tay anh cả. Cảm ơn anh. Đây em ra ngoài kia, xe đang đợi anh kia. Không gian của anh đây, ngoài nhà bác, ngoài nội thành Hà Nội, nhưng mà cái không gian nhà cửa cổng rất là rộng. Thôi anh vào đi, em về đây nhá. Về nhá, anh cảm ơn nhá. Ok anh, dạ.